Các bác ơi, cần gì thì vào ủng hộ em với. Covid ế ẩm quá. Em thì có đủ loại nha. Đây. Sâm vùi nhá. Lá sâm. Lá sâm, sâm vùi này, củ sâm vùi này to này. Mọi người cần gì thì ủng hộ em với. Covid sắp chết đói rồi. Trên này là sâm ngâm mật nha mọi người nha. Sâm ngâm mật đấy, sâm chuẩn là sâm vùi nhá. Sâm rừng vùi ấy. Có mấy lọ nữa. Mà em ngâm mật ong rừng nhá, nên là rất yên tâm mang về sử dụng cơ. Rượu thì toàn 6 tháng mấy năm rồi, cái này em ghi uống rồi. Cứ khoảng 6 tháng là mình dùng được, còn cái này là toàn của em toàn 1 2 năm rồi. Đây, có cái củ thất diệp đây. Bác nào dùng được thất diệp thì giống nha, còn nhiều nhiều người không dùng được đâu. Nhiều người cơ địa không hợp đâu. Dùng thôi đau, đau bụng ấy, thất diệp này. Thất diệp nhất chỉ khoai nha. Tam thất hoang này, có đủ lá, lá tam thất hoang, lá sâm có hết nha, em ngâm ngâm sẵn rồi. Các bác về chỉ việc dùng thôi. Đồ khô thì em có rất là nhiều loại nha. Giò cổ lam, mấu tần, cây máu chó. Bây giờ các bác cần gì thì các bác cứ 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 bảo em là em có thì em sẽ báo với các bác. Bé em ở trên Lai Châu nên là giá đầu nguồn thì các bác yên tâm. Đây, tinh dầu xả này, tinh dầu xả Mường Tè Lai Châu này, thơm thơm cả cái khu chợ chợ đây luôn rồi. Đường quy khô có này, táo mèo này. Nói cho đồ khô bên em có rất nhiều nha, nên là không không giới thiệu hết được. Mọi người ai cần loại nào thì cứ báo với em. Thì em là sẵn hàng thì em thông báo với mọi người. Các bác ví dụ mà chưa biết được công dụng của từng loại ấy, thì các bác cứ gọi cho em. Em sẽ tư vấn cho các bác. Đây. Em sẽ để số điện thoại ở dưới phần mô tả rồi các bác. Ví dụ kết bạn Zalo để em tư vấn cho chi tiết hơn nhá. Còn trên YouTube thì nhiều khi là tương tác nó khó. Nên là các bác cứ kết bạn Zalo với em. Cần gì thì cứ bảo em để em tư vấn cho.